con em 13 tuổi bị mẻ răng nhưng chán không được thì phải làm thế nào ạ? Hãy gặp bác sĩ giỏi hơn, khéo tay hơn để chám bền hơn nhé. Xin chào quý vị và các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ bác sĩ Đặng Ngọc Trâm, giám đốc chuỗi hệ thống nha khoa Paris. Bạn không cần có hỏi rằng bọc răng cửa đúc hay lẻ thì tốt hơn ạ? Bạn ơi, với răng thì lại có một quan niệm rất riêng, đấy là nếu mình đứng một mình sẽ đẹp hơn, hình dáng mình chuẩn hơn, sinh lý hơn và ăn nhai tốt hơn. Bạn đi nữ có hỏi rằng em bị mất răng cửa và răng bên cạnh có lỗ sâu cũng hơi nặng, vậy em có thể làm cầu răng được không ạ? Răng bên có làm cầu cho hai răng giữa được không ạ? Đương nhiên về cầu răng cổ điển, hai răng bên sẽ làm trụ cầu cho răng giữa. Nhưng nếu bạn còn trẻ, bạn hãy đặt implant, tại vì nếu làm cầu thì sẽ vẫn có hiện tượng tiêu xương ở bên dưới. Bạn Kinami có hỏi rằng răng cửa lớn chèn răng hai bên bị quắt vào bên trong nên sâu răng, có thể bọc răng sứ cho răng thẳng được không ạ? Đấy, chính hậu quả đấy. Hậu quả của việc răng lệch lạc là không vệ sinh được, dẫn đến viêm lợi, viêm quanh răng và sâu răng. Tuy nhiên mình vẫn không khuyến cáo là các bạn bọc răng sứ để bù chỗ nhá. Hãy chỉnh nha để đưa răng về đúng vị trí của nó. Bạn Thư Anh có hỏi rằng răng sứ em bọc 3 cái em thấy thô và cách xa với nướu, vậy thì có sao không ạ? Một trong những tiêu chuẩn đấy chính là răng phải kín khít đường hoàn tất và phải nằm ở đường hoàn tất, phải nằm ở dưới lợi. Mà nếu không đạt được rồi thì mình nghĩ hay là thôi mình đi thay cái răng khác nhỉ? Thay cái răng khác nhỉ? Bạn Ngọc Quyên có hỏi rằng bọc răng với dán răng thì cái nào lâu hơn ạ? Đương nhiên về bọc ôm được nhiều phần của răng hơn thì sẽ bền vững hơn. Nhưng mà dán hay là veneer thì sẽ hầu như răng không phải mài thì lại cũng tốt hơn. Bạn nào chơi game vui vẻ có hỏi rằng nếu bọc cả hàm thì giá bao nhiêu ạ? Có nhiều loại giá tiền, nhiều loại răng sứ tương ứng với mỗi giá tiền nhé. Bạn Rogaming có hỏi rằng hai cái răng cửa của em bị sâu ăn đen ở giữa hai răng thì có bọc sứ được không ạ? Làm răng cửa có nguy hiểm gì không ạ? Thì nếu như những trường hợp sâu bị vỡ nhiều quá, mình hàn vào nó vẫn không đẹp, không đạt hiệu quả thẩm mỹ, thì mình có thể bọc lại răng sứ. Và cái răng sứ ở vùng răng cửa thì cũng sẽ phải được chỉ định và được mài đúng kỹ thuật. Bạn Nguyễn Thông Lê có hỏi rằng bọc răng có bị đen nướu hay không ạ? Nếu bị đen nướu chứng tỏ là thất bại trong bọc răng sứ bạn nhé. Bọc răng sứ phải kín khít, không gây viêm lợi, không gây hôi miệng và đương nhiên là không bao giờ làm đen nướu cả. Bạn Quang Hùng Xuân có hỏi rằng những người có răng khểnh bọc răng thì có giữ được răng khểnh không hay là thành răng đều ạ? Bản thân bạn thích răng khểnh không? Răng khểnh chính là một hiện tượng của lệch lạc răng đấy, nghĩa là cái khe ở giữa cái phần còn lại của răng khểnh với hai răng bên cạnh cũng sẽ rất là khó vệ sinh. Đồng thời với việc đó chính là việc răng khểnh ở bên ngoài cung răng thì sẽ không chịu lực khớp cắn san sẻ đều cho tất cả các răng còn lại, nó hờn như là nó rong chơi một mình rồi. Cho nên tôi thì lại không ủng hộ quan điểm có răng khểnh. Tuổi thọ của răng sứ tùy thuộc vào loại răng sứ mà bạn yêu cầu, tùy thuộc vào tay nghề, kỹ năng của người bác sĩ chẩn đoán và điều trị, và tùy thuộc vào cách gìn giữ bảo quản cũng như chế độ chăm sóc và khám định kỳ của mình. Bạn Vi Lê có hỏi rằng bác sĩ cho em hỏi con em 13 tuổi bị mẻ răng nhưng chán không được thì phải làm thế nào ạ? Hãy gặp bác sĩ giỏi hơn, khéo tay hơn để chám bền hơn nhé. Nope. Tôi không nghĩ là 15 tuổi đã trưởng thành hoàn toàn đâu. Hãy đợi đến 18-20 tuổi rồi hẳn nghĩ đến chuyện làm răng sứ nhé. Các bạn thân mến, trên đây là những chia sẻ của tôi về chủ đề bọc răng sứ. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới. Còn bây giờ, hãy like và subscribe để cho chúng tôi đạt 100.000 sub nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.